Rồi, em xin chào nhà nha. Thì hôm nay lễ nha. Có nhiều anh em cũng kêu là lễ sao không thấy sale. Thì hôm qua lên lô mới nha, thì không có sale nên hôm nay em sale cái hàng còn rớt lận ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Thì em bên em sale rồi nha, em sẽ không có sale nữa ha. Cái nhà thấy mà giá ok thì anh em mình chốt ha, để mất công vô trả giá em không bán thì nó qua nó lợi, cuối cùng cũng không có bán được gì nha. Nên trước khi chốt ở nhà cân nhắc kỹ giúp em ha. Rồi đầu tiên nha, em lên chỗ nhà một con đây, Armani đi. Armani thương hiệu quý. Đó, con này máy Nhật này, mặt xanh xanh tím đó. Lịch gốc 4 rưỡi, này 6 kim ha, đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm nè. Này kim thể thao, kim lớn là 3 kim chính này, này thể thao luôn. Bấm thể thao kim nhỏ chạy nè. Đó. Này full chức năng ha. Dòng 6 kim thì full chức năng nè, còn hàng mà nó kiểu lỗi này lỗi kia em báo ha, con nào chạy ok hết báo chạy ok ha. Dây khóa zin nữa nè, còn phay xước xíu xíu nha, bốn góc còn phay xước này là chưa đánh bóng spa gì á, kiểu nằm trong lô thì cái nhà thấy nhìn nghiêng dưới đèn có lông mèo nè, không đáng kể nè, cho quay nha thấy nè. Dây khóa zin đẹp mà này dập hiệu hết, cái này thương hiệu nổi tiếng của Ý rồi, anh em xài đồ của nó cũng biết, không có riêng gì đồng hồ ha. Ở bên này có hàng nói chung cũng nhiều thương hiệu, nó nhiều nha, nó nhiều như kiểu quần áo hoặc là giày dép cũng có ha, thông số đủ nè, đáy uy tín không. Con này thì xe ngang của nó luôn là 42, chịu đứng luôn là 52.9, mỏng tính ra mỏng nha, có 10 10.4, thấy thấy phay xước bên hông nè, nó nấm dập hiệu nè, bên hông mới thấy chưa đến bóng spa nha, chắc zin kính zin đẹp không sức mẻ dạng bó quết lông mèo nha, có lông mèo không đáng kể đâu, hàng si nằm trong lô buộc phải có nha, nó đối với anh em nhỉ, dạng kỹ tính thôi chứ kính con này tới 90% rồi nha. Rồi con này thì dây ha, em đo dây cho này, dây 18 này, 18 đeo thoải mái nha, 18 17 mới đeo hở nè, nói chung 18 đeo vừa thoải mái á, lên tay quẩy ha, hôm này cứ anh em cứ 16 đổ lên được, 15 cũng được nha, càng nó cấp xuống. Rồi con này em bữa em bán 1.250.000 nha, 6 kim nha, nay lễ thì em sale 100k luôn, 1.150.000 thì em đổi mã nha, đổi mã mã L mã lễ đi, đổi mã đây 1.150k ha, mã L1 đó, mã L1 nha. Ai kết chụp hình những tên Zalo cho em, nó 6 kim. Rồi một con độc lạ nha, con này thì kiểu anh em sưu tầm thôi, này con này rất là hiếm ha, anh em nào thích kiểu vuông tăng mà độc lạ, cái dáng xe lăn là thiết kế nha, niền xây nè, máy Nhật ha, bản full thép, này là kiểu thương hiệu quân đội Mỹ nha, anh em search Google có thương hiệu này nè, đó, mini gì nè, nó bản full thép toàn thân nha, dây khóa dây xích ha, này kiểu anh em sưu tầm thôi chứ thật sự con này cũng không sell nha, này không được em cũng để sưu tầm được, lâu lâu mới có mấy cái bản này, dây tới này dây 18 18 năm thoải mái nha, dây còn dài lắm, lên tay quẩy nè, ngay chốc luôn, ôm xích rịch luôn nha, đeo này bao không đụng hàng ha, nè đó, cái niềng nó xây ở trên đây cọc số đây nè, nhìn thiết kế nha. Này ví dụ về mấy cái này anh em muốn thay cái dây coro bự hơn xíu bình thường, này dây coro nhỏ dây bự hơn xíu cho nó hầm hố xíu cũng được, cũng đẹp, bản thép dây khóa chốt an toàn hết. Con này kiểu thiên về anh em sưu tầm nhiều thôi, đeo này thì thôi đúng ngầu luôn. Rồi xe ngang của nó vuông tăng nhìn như chiếc xe lăn luôn á, 38 đi, càng thì đo dĩ nha, đo vậy đi 52 mỏng, rất là mỏng ha, nó có 6 ly rưỡi nếu mà đo cái đồng hồ 10.9 thôi. Bữa đang bán 1.680 nha, con này thì có anh em tao bán sẽ hơn giá này luôn ha, nhưng mà anh em sale với nhà luôn, con này bữa bán 1.680 em sale nha, giá là 1.500.000 đi, 1.500.000 nha, 1.500k ha, sale lãi nha, mã L2 ha, 1.500k L2 nha, hết giá nha. Rồi em lên tiếp cho nhà đây, con Swatch Swiss siêu mỏng, nhìn em thích dòng mỏng nè, con này thì cái dây zin nó vậy nha, dây zin nó vậy nè, dây xịn nó, dây của nó luôn nha, nhiều anh em cứ tưởng đâu dây chế này không có nha, cái màu nó vậy luôn, khóa của nó luôn, Swatch nó. Thì cái con này cái mặt này thiết kế kiểu quái quái nó mỏng, thì anh em hay sưu tầm cái này,
là cái số 12 nghiêng, số trắng nghiêng, số 12 giữa đứng nè. Thì coi giờ coi cái số đen đi. Đó. Tại cái chữ squat của nó là ngay chóc nè. Còn nếu mà nghiêng là nó sẽ nằm bên đây ha, squat nằm bên đây nha, chứ không phải mặt nghiêng nha. Cái thiết kế gì nha. Nè, chữ của người ta ngay ngay ngay, ngay chóc hết nha. Mỏng, rất là mỏng luôn. Thường anh em số trong cho mấy chị nữ cũng được. Lên tay nha. Rồi, con squat squid thụy sĩ nha. Siêu mỏng, mỏng như cọng dây vậy. Xây 33.7 mỏng. Có con này sao mỏng dữ ta. 33 nha, này mỏng hơn mấy kia nha. Rồi con này thì nó sẽ xài pin xịn mới mới được nha, tự pin mỏng pin xịn xài mới được ha. Bữa bán 580 nha, 580 ha. Em sale cái nhà giá là 480k luôn. Chỉ giá lãi thôi nha. 480 mã L3 ha. Rồi em lên cái nhà một con đây. To hầm hố. Con này Nissan thương hiệu Mỹ, máy Nhật ha, nền xay, núm cổ chai chống nước 300 m, ghi đây 300 m nước đây nha. Kính zin đẹp không sứt mẻ, có lông mèo nha, kiểu không phải là kiểu vết ma sát ở trong lô chứ không phải là sứt nặng nha. Nè, quay kỹ cho nhà xem. Kính không sứt mẻ nha, có vết xíu không đáng kể đâu. Hàng xi phải có vết thời gian xíu nhưng mà độ mới này tầm 85 trăm nha, nó bản full thép ha. Núm cổ chai ra, máy này núm cổ chai ra. Chức năng full hết nha, lịch lọc góc 6 giờ. À, mặt trắng, con này có kim dạ quang ha, test chưa? Kim dạ quang sáng lắm. À, con này dây khóa zin đó nè. Này kiểu này em tay to ha, chạy mô tô nữa đó, hoặc là sưu tầm đồng hồ trưng bày hoặc là sưu tầm á, dạng như có này có kia nữa, chốt mấy này. À, bên hông cũng còn phải sức. Thì nó là bản thép mà dễ lắm, sau này anh em muốn bóng nữa thì mình cứ đi đi bully đánh bóng chừng 100 ngàn thôi là nó đẹp rồi. Dễ xài mà. Mặt sau đây thông số đủ ha. Thì cái nhà cái sạch là Nissan 6 kim là ga thôi, Nissan đồng hồ to 6 kim là ga thôi nha. Nó giá mới nó gần 9 triệu, 90 triệu. Anh em đã từng mua mới biết ha. Xe ngang của nó luôn là 50.9, mỏng thì 14 nha, 14.9 như 15. À, chiều đứng 60.8 nha. Dây còn dài nha. Cái này dây 19 được nha. Tay 19 luôn. 17 mà dư 3 ngón, 19 đeo vừa nha. Lên tay. Mấy cái form này cái nhà đeo ôm nha, như đeo lỏng như em thì khó, rất là khó chịu nha, đeo phải ôm nha, tự nó to mình đeo ôm gì nè, nó lắc tới lắc lui đi theo mình luôn. Còn mà đeo lỏng như em chạy tới chạy lui đau tay lắm nha, có báo ha. Này dòng lặn luôn á, này mà mình đi lặn là cái tay mình đi xuống trước nha, tưởng này nặng lắm. Rồi con này cũng bán bữa 1.250.000 nha. Nha, 1.150k nhưng mà C1 nha, 1.150k mà C1. 150k mà xây L4 chứ đổ mã nha. À, mã này mã lễ nha, sale mã lời đi. Rồi một con Nissan luôn, con này thì dáng lạ đây, mấy cái chất thép Nissan nha, thấy bóng lửng phải sớt zin chắc lắm, được cái có lịch nha. Con này có lịch gốc 3 giờ, lịch ngày địch thứ luôn. Thì anh em nào mà sưu tầm đồng hồ mà chưa có dáng này lạ lạ chốt này, này cũng hiếm lắm nha, hiếm có nè. À, nhìn độ mới này. Nhìn như cái đĩa bay nha. Con này bữa sale cái gì nhá. À, chắc thép Nissan thương hiệu Mỹ, máy Nhật ha. Thì dây con này đúng em khuyến cáo ha, cứ 17 như em đổ về đeo thoải mái nha. À, dây cỡ 17 thôi. Còn em có mắt dây tay to, có mắt dây mà lắp ha. Mắt dây cũng thấy cũng thông dụng á. Anh em tay to thì có mắt dây lắp, còn hiện tại bên Nhật sao về vậy, nó tay 17 như em nè, cũng không ngắn không dài đâu nha. Tự nó càng nó cúp nè. Cho mấy chú đứng tuổi đeo cũng đẹp. Kính đẹp không sứt mẻ ha, dẫn báo quách lông mèo. Này chắc rồi, này nhận hàng vừa ý liền, nó hàng xì mà độ mới cao. Rồi xe ngang của nó luôn là 4007 mỏng 11. Đứng luôn là 48.9. Rồi con này em bán 680 thôi nha, 680 thôi. Con này thì giá bình dân nha. Con quá chắc cho con Nissan ha. 680, mã L5. Rồi một con Senko, con này sale luôn, với mấy con này đáng lẽ không sale nha. Con này thì dòng cơ automatic Senko 5 Sport dòng cao nha. Con này tới 100 m nước ha. Đó, hai lịch gốc 3 giờ. Thì nó sẽ đời nó sẽ cao hơn thằng máy mà 7S26A, con này là 7S36 36A nha. Nó tới 23 chân kính rồi nha, nó sẽ cao hơn kia xíu. Cái máy này có nhiều anh em hỏi chuẩn hãng không, máy này em bao nha, chuẩn hãng ha. Thấy chữ Senko trong máy không? Ở dưới cái bánh tóc nó là có hai chữ Senko nữa nha.
hai chỉ sinh cô với bánh tóc đây nè, cái máy mới, mấy cái này cái nhà anh em đã từng mua ở bên Việt Nam biết giá cũng rác nha, đeo cái bộ máy thôi đeo rất là bền nha, có nhiều anh em ta đeo kỹ cái chục năm chưa sinh dây dây khóa full zin nha, còn phải sức, tức là con này cái độ mới zin của nó nha chứ không phải là đánh bóng nha, khóa sinh cô bên hông ở đây. Anh em nào mà thích cơ chốt này được cái là xây nó xây to nữa nha. Thì kia thường xây 36 nè, con này thì xây 39 năm. Nếu mà mình không đo cái rìa hai bên này nha, đó là cũng là 30 38 nha. Đó. Càng này. 42.5 mỏng. Đó. 11.8 ha. Thì dây này hiện tại là 10 18 vừa nha, 18 đeo vừa y đó. Đó, 17 mới dư được ngón rửng nè. Nói chung tay 18 đeo vừa ôm với lại mắt này cũng ok nha, mắt này kiểu hàng dòng Senko này thông dụng, mắt này sẽ có thôi. Ừ. Nhưng mà anh em tay to nha, nhưng mà cái form này dây cỡ 18 đổ về là thấy quá chuẩn rồi. Đó, thường anh em tay 15 16 thôi. Tự nó thuộc dòng vintage chén xưa mà. Ừ. Senko 5 ha, cơ automatic đó nha. Ừ. À, con này em bán một bữa bán 1 triệu 950 thôi. Rồi con này 1850 nha, mã lời 6 nha, 1850 mã lời 6. 1850 mã lời 6 nha. Thì tự nay lỡ lấy sale thôi nha, chứ thật sự mấy hàng này mà rớt lợi thì em sẽ bán lại mã khác nha, em có báo nha. Để anh em mất công nói tới nó lùi hù, có mấy con đồng hồ lên tới lên lùi hoài nha, tự nay sale sale lợi thôi. Rồi, con này nha, con này thì bữa cũng có ông chú hẹn cũng đâu mất tiêu luôn. Bởi vì ví dụ bán là em không bán hẹn là chỗ đó nha. Đó, chú cũng hô đứng tuổi nha, hứa cho chú nè, chốt cho chú chắc cú nè, nhưng mà cuối cùng cũng không thấy luôn, thì bên em sẽ không có chốt hẹn nữa nha, có báo trước, tự thấy đứng chú lớn tuổi báo lớn tuổi thì mình thấy uy tín thì mình chốt thôi. Này nó mới nha, mới nè đây, thấy cái jack nó không phải đánh bóng nha, jack của nó dây khóa nè. Này nó thuộc dạng lắc nha, nó là thương hiệu của CK Mỹ, máy Thụy Sĩ nha, mặt trắng Swiss mát. Này anh em đeo như chiếc lắc vậy đó. Khóa bơm. Đây. Khóa bơm dây thoải mái dây 19 luôn, đó, dạng lắc nha. Lên tay. Dây khóa chắc. Này đeo kiểu lắc đám tiệc cũng hay nha, nó là thương hiệu nổi tiếng CK, mình đeo thấy là thấy thương hiệu đó rồi. Đó, anh em xài đồ CK biết ha. Rồi xe ngang của nó luôn là 23.8, nó chỉ đeo xe ngang thôi, nó dạng lắc mà. Đó, dây của nó nè. Dây thép nhìn đã không? Mặt sau đây nha, bắt bốn ốc ha. Đó. Ha. Rất là chắc, chắc thép của xe cao cũng đẹp. Bữa bán 950 nha, con này em bán nhà giá 850 đi, 850k ha. Đó. Lên cho em mã L7 chứ. L7 nha. 850 mã L7 ha. Đó. 850 mã L7. Lắc CK ha nha. Nói chung này cái nhà khi thí dụ thích cái dạng lắc á, đi kiếm mấy cái thương hiệu Thụy Sĩ nè, hay nói chung ít có nhưng mà ít lắm, hiếm lắm, độ mới cao nữa, dày dài nữa. Nó dạng lắc mà. Rồi em lên tiếp cho nhà đây, một con này mới mới lên luôn á, nhưng mà sale luôn, lễ sale luôn. Đi sale thương hiệu của Ý, con này cho mấy anh mà kiểu thể dục thể thao á, đánh golf này là đó, đeo máy này đúng nó siêu nhẹ luôn nha. Này vỏ này bằng nhựa nha, siêu nhẹ luôn, tự nó bản thể thao mà chống thấm mồ hôi với lại dây cao su mịn nè. Đó. Bắt bốn ốc là uy tín này, thì vẫn là hình ký hiệu của anh Thổ Dân thôi. Ừ. Máy Nhật đeo máy này thì sang, hoặc là mình anh em mà mấy chị cũng được, này mấy chị đeo cũng được ha, lên đồ mà kiểu nổi nổi á, đeo máy này đúng đúng phong cách. Rồi, xe ngang của nó luôn là 43.6 mỏng 11, càng luôn là 52.5. Bữa bán 650 nha, bữa 650 ha. Rồi em sale nha, giá này 500 đi, 500k luôn nha, sale lãi luôn, 500k ha. Đó, lên cho em mã L8 nha. 500k L8 ha. Rồi một con đây, một con Bulova. Con này thì kiểu dây nó mỏng quá, em không có dây thôi, chứ có dây lên bán con này dán vuông tăng cho mấy anh em mà sưu tầm vuông tăng với lại thương hiệu nổi tiếng Bulova đó. Máy Thụy V8 nha, máy chuẩn nha. Nè, khóa nè, bữa anh em muốn xem máy thì báo em gửi hình với máy qua cho. Nước vàng cũng còn ok nè, nước vàng này 8500 á. Không có bong chóc gì đâu. Giờ anh em chỉ hai bộ dây thôi, với là mấy chị nữ thích kiểu dòng cổ điển Bulova ha, máy chuẩn Thụy Sĩ nha. Này em bán cái giá cho máy mà nay sale nữa thôi. Con này chắc vào vốn rồi.
từ bữa bán để cho anh em sưu tầm. Như anh em ta thích mấy cái dáng gì nè, nó nhìn nó cổ điển lắm, như được cái máy thụy sĩ nè, rồi xe ngang của nó luôn là 24 nha, chiều đứng luôn là 32 ha. Mỏng lắm, để tính ra mỏng. Có nhiều anh em thích vuông tăng gì nè, sưu tầm nè. Rồi bữa là bán 450 nha, con này em bán nhà 400 nha, 400k nha. Con này thụy sĩ nha, bán như bán cái máy rồi. 400k mã L9 nha. Rồi một con thương hiệu Valentino, thương hiệu của Ý ha. Này được cái kính sapphire ghi nha, kính sapphire này nè, kính lồi sapphire luôn. Lịch gốc 3 giờ, dây khóa nè, chắc lắm, này đẹp. Này thiết kế điểm nhấn máy này nhìn cũng độc. Anh em mà tay vừa tay nhỏ ha, dáng này dáng vintage, dáng xưa á. Mặt xanh nữa, đáy sấy luôn. Rồi, anh em hay hỏi nồi đồng có đá nên chốt máy này, được cái núm cổ chai đúng không nha, núm cổ chai nè. Vặn ra chỉnh giờ vặn cứng lại ha. Dây nè, dây 18. Rất là mỏng luôn. Này chắc á, này độ mới, phai xước bên hông. Rồi xe ngang của nó nha, xe ngang của nó luôn là nếu mà đổ rề tới 38, nếu mà con này chuẩn nó là 36.7. Này tính cho 37 đi, nó tính 37 cho nó chuẩn. À, mỏng thì có 8 đi từ thôi. Đứng luôn 42.8. Thiết kế cái điểm nhấn mấy cái càng dây zin đó nha, bản thép đúc nữa nha. Rồi được cái kính sao phê kính lồi nha, con này bán 550 nha, 550k mã L10 ha. 550 mã L10. Rồi một con Buren, anh em nào thích bản dây da chốt này, này được cái kính sapphire luôn nha. Và 5 kim nha, 5 kim một cốt sẽ là lịch ngày đây nè, lịch thứ đầy đủ nha. Đây. Nó sau khi sapphire nè. Sapphire glass. Dây khóa zin của nó nè. Này lộn chứ, bearing. Thằng này với thằng Buren em cứ đọc lộn hoài, bearing nha, nó cũng dòng Skagen đó, dây khóa zin đó nha. Bearing thì anh em xài biết rồi, nó cũng đang mạch đó. Khóa zin nó luôn, bearing. Thì anh em thích kiểu dây da nè, mặt tròn dây da thư sinh nè, quần tây áo sơ mi lên mấy này đám tiệc cũng hay ha. Đó, nước nói chung này là thép thép đúc nha, nước nè, cái chất thép này còn đẹp nè, bóng không có chạy xước gì đâu. Này độ mới 85 gần 90 luôn, 85 trăm thôi, 5 kim nữa nha. Xe ngang của nó là 40 là 8, mỏng 78 ha, đứng luôn là 46.7. Nó dòng cao hơn hàng Sagen, kiểu nó là kính sapphire nó sẽ cao hơn. Bữa bán 8 880 nha, này bán nhà giá con này 5 kim nha, bán nhà 780 đi, 780k nha, này sale nha hết giá rồi, này bán qua vốn rồi đó, 780. Nói chung cái lô có cái lô em chưa bán được lấy vốn nữa nên, nhưng mà trong này lấy sale thôi nha, sale chủ yếu vui thôi. Có nhiều anh em kêu lễ sao không thấy sale nữa, để anh em kiểu người ta lễ nhà người ta coi video sale ha. Rồi con này thì Swiss Mat nè, con này hôm nay em sale nha, con này sale là chắc qua vốn này, máy thụy sĩ. Con này về nếu mà anh em muốn đẹp á, chỉ là bu lia đánh bóng thì là đã đẹp rồi, chứ không cần làm gì hết. Kính zin đẹp không sức mẻ, giảm bớt vết lông mèo nè, lịch lọc góc 6 giờ ha. Nó là thương hiệu Mỹ mà máy thụy nha, máy vàng á. Anh em muốn xem máy cứ báo em luôn, mấy dòng này thì em có lên rồi, có cho xem máy, máy vàng chuẩn lắm, máy to lắm, máy muốn hết cái đồng hồ luôn. Mà dây thì 18, hiện tại 18 nha, bữa là do dây nó ngắn nên giá vậy, nhưng mà nó em sale nữa ha. Chắc lắm, anh em mà hay kiếm chuẩn hãng đeo máy CK này sang nha, từ cái thương hiệu của người ta là mình đeo ra thấy sang rồi. Bản thép đúc máy thụy sĩ nữa, xây 41.6 mỏng, nó 86 đứng luôn là 52, 52.5. À, con này em bán bữa là 1 triệu 150k, em bán 980 nha, 980k ha, chứ không phải là xe 100 đâu, 980 bán qua vốn luôn, 980 bán giá lợi thôi nha, chưa từng có ha. Thụy Sĩ mà dưới 1 triệu là chưa từng có nha. Về anh em muốn bu lia còn thôi cứ để vậy, hàng xây mà đeo chừng nào mà thép nó mờ á, mình hả bu lia đánh bóng. Rồi em lên tiếp cho nhau một con này luôn, con cũng là Valentino Ý. Con này thì cái nó là pin nhưng mà cái dáng của nó nha, cái dáng nó như mấy cơ cổ nha. Dây này, thiết kế như dây hạt gạo, dây thép đúc ha. Nè. Đó anh em mà đeo kiểu hoài cổ mà pin nha, đó nhiều anh em cứ chạy kim giật nhưng mà vô hỏi cơ hay pin thì em cũng bó tay nha. Mặt sau đây thông số đủ, bữa em bán nhiều 580 nha, mình bán 580 ha. Rồi anh em mà tay vừa tay nhỏ thôi chốt cái này, xe ngang của nó 34 mỏng 7 ly 9, đứng luôn là 41.6 nha, dây thì dài thoải mái rồi. Dây khóa bóp nè, khóa nè,
dây về tự cắt luôn này, chưa cắt dây mà. Rồi con này em bữa làm bán 580, nay em sell cho nhà giá là 480k nha, 480 ha, mã L13 ha. 480. Này mà anh em tay vừa tay nhỏ, chốt này về mà không vừa ý nó thôi luôn. Này kiểu dáng quân trẹt tráng sơ có lịch mấy nhật nó mỏng nè. Nhìn đẹp. 480 nha, L13 ha. Em lên tiếp cho nhập con Casio đi. Con này kiểu bản thể thao đây. Này kiểu anh em chạy bộ, thể dục thể thao, chạy xe đạp đeo mấy này mua cho mấy bé mà đeo đi học coi giờ nè. Cọc số học trò, số trắng cho mấy chú đứng tuổi coi cũng dễ ha. Dây cao su nha, này mịn còn mịn, dây cao su còn mới. Dây khóa zin thẳng băng. Nắp sau. Này như hàng trưng bày mà nằm trong lô nha, còn mới tinh nè, mấy Nhật ha. Thì mấy cái bản Casio chỉnh hãng rồi. Xe ngang của nó luôn là 41.7 mỏng 102 ha. Đứng luôn là 48. Rồi con này bữa là bán 250 nha, sale này cho nhà giá là 200 nha, 200k ha, mã L14 ha. 200k L14. Đó. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Em lên tiếp cho nhập con Orion. Con này kiểu dáng quân trạch dáng sư á, anh em mà kiểu tay vừa tay nhỏ thôi. Với lại mấy chú đứng tuổi hay thích chu rầm mấy dòng mà nè. Này pin nha, nè, thấy chạy kiểm giật là pin nha. Đó, Orion 3 sao, lịch gốc 3 giờ. Kính zin đẹp không sức mẻ đâu, dạng báo quách lông mèo ha, dây khóa nè. Khóa dập hiệu full zin đó. Mỏng nha. Này dành cho anh em tay vừa tay nhỏ thôi nha. Chốt mấy này đeo vừa rồi, Orion dập hiệu nè. Thông số đủ, đáy sấy. Nè, dây thì còn dài, cái này dây thì dài. Con này kiểu hàng trưng bày nằm trong lô cho nha. Độ mới cũng còn ok. Khóa. Bây giờ từ cắt dây luôn ha, anh em tay vừa tay nhỏ thôi. Này form này em nghĩ 16 đổ về đeo đẹp, tay 17 nữa. Đeo kính zin đẹp nha, không sức mẻ, dạng báo quét lông mèo quá nha. Nó là bản full thép nha. Rồi xe ngang của nó luôn là 35.4 mỏng 7 7.8. Đứng luôn là 39.8 nha. Orient thương hiệu nội địa Nhật, máy Nhật cả nha. Bữa bán cái này 650 nha, sale cho nhà 550k nha, 550 ha. Nên em thích kiểu hoài cổ vintage á, mấy này ha, chuẩn nội địa là nó nha. 550 mã L15. Rồi em lên chỗ nhà bản Citizen nè, con này bản Titanium, nó có nhiều anh em hỏi Citizen giá bình dân chốt này, nay sale nữa chắc rẻ luôn. Sale nó quá hời nha. Bằng con Renault. Con này bản Titanium ha. Tức là thép máy bay á, anh em dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối chốt này. Thì nhìn dưới ánh đèn như là thấy có lông mèo nha, em có báo ha, có lông mèo. Về anh em mình xì ba còn thôi cứ để gì xài nha. Còn phay trước bên hông nè. Đó. Được cái là dòng Citizen là kính sapphire lịch vạn niên ha. Đó. Thì lịch vạn niên tháng thiếu tháng đủ cũng bước qua ngày mới tháng mới nha. Đó. Bên hông còn phay trước. Mặt sau con này có mã nha, cái sệt Citizen H415 là gà này thôi. Đó. Duratest nè. Dòng dòng cao với Duratest nha. Titanium dây dài. Dây này chắc 19 được lên tay 7. Mặt trắng ha. Khóa này full zin ha, khóa Etisa nè. Rồi con này xe ngang của nó luôn là 36. Chịu đứng luôn là 41.4 mỏng. Nó 8 đi rưỡi nha. Này bán giá giờ như giá của pin nha. Này bán cho nhà giá 580k ha. 580 mã C35. Mã L16 chứ em lộn hoài. 580 nha, mã L16 như bán cục pin nữa vậy. Dòng Citizen mà Titanium thép máy bay mà cái vậy mà giá gì quá bình dân này, như nhà đang mua cục pin vậy. Được cái là kính sapphire ha. Rồi sẵn năng lượng con này nha. Renault. Mấy anh trai thích mấy cái dòng này. Nói chung đồng hồ mà nó full cái vỏ vàng á, với lại lắp dây da như thế này thấy dáng cổ điển, nhìn dáng vintage. Nước vàng con này rất là đẹp nha, kính còn đẹp luôn nè. Cũng là lịch vạn niên luôn, pin năng lượng hết rồi, cách chỉnh giờ có báo em ha. Lên tay nè. Thì cái dây đỏ nó từ Nhật về luôn nha, chứ không phải dây ở Việt Nam mình đâu, dây bambi á. Dây xịn đó, dây này đeo biết chừng nào hư. Này mã của nó đây, vẫn là H415 thôi, H415 trùng máy với Citizen hết rồi. Cách in Thái Lan ha, anh em nào dị ứng với bản tha cách in China chốt Thái Lan. Độ mới nước vàng còn đẹp á, về chỉ lên tay. Dù anh em không thích màu đỏ thì lắp dây da đen vô dễ mà. Cái form này thì vintage nè, lịch vạn niên tự bước qua ngày mới tháng mới. Kính.
Rồi xe ngang của nó luôn là 37.4, chiều đứng luôn là 44 mỏng, 9 ly nha. Bữa bán 650 nha. Này bán nhà 580 nha, 580k nha. Này độ mới cao ha, độ mới cao với lại dây cũng còn đẹp nữa, dễ với lên tay đây. Những nhà mua giá này như cục pin nữa vậy. Năng lượng mà cái nhà mua mấy trăm ngàn như mua dạng hàng xây Việt Nam, mua giá trải nghiệm này chứ thật sự mua từ Nhật gửi về giá cũng cao nha. Anh em đã từng gửi ai mà mua từ Nhật về giá cao lắm nha. Rồi con này Renault này mới, thấy không? Ừ. Anh em trải nghiệm mấy dòng Mercedes-Benz cũng là máy H415 á, nên chốt dòng Renault nè. Đổi lại độ mới cao mà giá bình dân là chốt cái này. Ừ. Lịch vạn niên ha, có gia quan. Anh em mà hay hỏi nồi đồng có đá nên xài mấy này, trải nghiệm mấy này, xài ba kim chán á, mình chuyển qua lịch vạn niên. Ừ. Tự nó bước qua ngày mới tháng mới thôi, chỉnh giờ ok là tự bước qua hết ha. Nè, H415 nè. Ê, siêu sao chưa bốc ha. Bản thép đầm tay nha, này đeo đầm tay á. Đó, như này dây chắc 19 được lên tay quẩy. Form này sẽ 38 thôi, kính zin đẹp nha, không sức mẻ dẫn báo vết lông mèo quá nha. Dây đờ mi. Này mới bên Nhật vẫn là bán 2,5 triệu á, anh em mà mua thì chưa tính tiền thu mua hộ hoặc là vận chuyển về Việt Nam nha. Xe 38.4 tính 38 này. Đứng luôn là 43.8 mỏng 9 ly 2 nha. Bữa 650 nha, 650. Rồi, con này bán 550k. Này giá sale nha, giá sale rồi nha. Đó, mà độ mới cao nữa. 550 nha, con còn chuẩn. Như một cục pin nữa, pin này khỏe nha, đeo 2 năm chứ chưa xin nhơi đâu. Rồi một con này nha, con này thì có nhiều anh trai cứ hỏi cơ hay pin, em cũng bó tay nha. Cơ mà cái nhà mua con này 450 đừng có nên mua nha, em có báo em khuyến cáo luôn á. Cơ mà mình mua giá vậy thì biết cơ gì rồi, hoặc là cái máy nó sau người ta mới bán, hoặc là bán sát như vậy đó, mình cứ cân nhắc kỹ ha. Con này con thương hiệu Teva của Citizen nè, nó nước vàng dáng cổ điển, nhìn nó thì giống con giò, cái form nó giống cơ cổ thì thiệt đúng thiệt, nhưng mà nó là pin nha, đang chạy kim giật nè. Nó quay mà chạy kim cỡ này, kim giật gì mà kêu hỏi cơ hay pin, mấy người hỏi lên chứ phải riêng một người nha. Nó Teva ha, dòng CDN chuẩn sao băng nè, dây lụa. Ừ, con này thì đúng dòng vintage, máy vàng của CDN nha. Rồi xe ngang của nó luôn là 35, chiều đứng luôn là 38 mỏng 6 ly 7. Bữa bán 450 nha, này em sale với nhà giá 380 nha, 380k mã L19 ha. 380 L19 nha. Ai kết chụp hình những tin Zalo cho em. Rồi một con Troy and Country, con này dòng Orient á, anh em xài mấy dòng là biết, nó siêu bền mấy này nha, nó thuộc dòng chống nước luôn. Núm cổ chai nè. Đáy sấy nè. Ừ. Nó thuộc dòng Orient ha, hình bát quái sao nha. Có nhiều anh em tập phong thủy mới bát quái nè. Bản thép toàn thân hết. Cái mặt trước là hình bát quái ha. Đó. Thì dòng lặn này nè, khỏi soi đèn mà cái dạ quang nữa nè, tức là tối nhà vô tối là sẽ sáng đây. Lịch gốc 3 giờ ha, niền xây được nha, niền xây được. Này độ mới 85 chậm. Thì dây từ Nhật về nó vậy nha, nó bản dây cao su á, dây bambi nè, dây bambi, dây xịn nội địa Nhật. Rồi con này xe ngang của nó nha, đo chuẩn đây ha. Ô, con này xây to vậy. Con này xây đo không đo rìa 39 nha, nếu mà đo rìa phải hơn 40,6 mỏng 10,5. Chiều đứng luôn là đâu 45,7. Rồi con này em bán bữa bán 700, em bán này giá 600 nha, 600k ha. 600k này dòng lặn á. Anh em mà làm việc môi trường nước là chốt máy này đúng luôn. Đeo dây cao su chống thấm mồ hôi, dây mới, dây cao su mới. Dây Nhật á, Bambi là dây Nhật ha. Rồi 600k L20. Nào đồng có đá nó đó. Rồi một con Thụy Sĩ nha. Con này máy thủy, máy V8, máy chuẩn nè. Anh em mà hay hỏi Thụy Sĩ mà lặn là chốt cái này, núm cổ chai ha. Niền xây nè, niền xây rất nhẹ luôn. Đáy sấy nè. Ừ. Thương hiệu Tepfa gì đó. Đó, Thụy Sĩ, đáy sấy ha, dây khóa nè. Bản đồ mi này chắc lắm. Này kiểu form cũng vintage xưa mà. Xe ngang của nó là 37.6, nếu đo rìa phải hơn 38.4 ha. Chịu đứng luôn là 44 mỏng rồi, 9 đi 7 nha. Máy thủy, anh em muốn xem máy cứ báo em, máy vàng ý
Máy V8 chứ, máy V8 bữa như lúc bữa có quay con này hết lần rồi, có cho xe máy á. Con này thì dây 18 ha, 18 dây thoải mái luôn. Có khóa gài chốt an toàn hết rồi. Nó nem kiếm kiểu dòng lặn mà máy Thụy Sĩ á, chốt máy này. Mặt của nó. Rồi con này bữa làm bán 1 triệu 150k nè, có ghi máy V8 bữa có ghi như vậy. Rồi con này em bán nhà giá là 950k thôi. Đó con này sale sale mạnh luôn, 950 nha. Máy V8 ha. Ghi cho nhớ để quên máy. Mã L21. 950 dòng lặn máy Thụy Sĩ nha, giá ổn định nha. Rồi con này thì dòng xương cá. Valentino, con này cũng thuộc 200 mét nước nha, niền xay nè. Dây khóa nè, bản xương cá ha. Dây khóa zin nó luôn, mặt sau đây. Đáy sấy bản full thép, này đầm tay lắm, này đeo đầm tay. Anh em thích kiểu mẫu xương cá chốt cái này. Dây khóa. Nhưng mà hàng xi không lưu ý không bao nước nữa nha. Kính còn đẹp không sức mẻ cái niền nha thấy. Còn số nào ra số đó ha. Lên tay. Rồi một con thương hiệu nội địa Nhật bản kiểu phơm dây xương cá nha, xe ban 8.6 tính 38 nha, đứng luôn là 44 mỏng nè, 1009 ha. Rồi bữa này bán 550 sale 450 nha, L22 ha, 450k L22 nha. Ai kết chấp hành nhắn tin Zalo cho em. Rồi một con Senko luôn, con này bản Senko Chonot. Con này nó cũng thuộc dòng nội địa Nhật nha. Con này máy có review luôn, máy xưa máy cổ nè, dây khóa nè. Nó em thích kiểu vintage xưa máy này. Nó nhìn như mấy con Senko chặt gốc nha, Senko chặt gốc vuông á, nhưng mà con này là pin nha, chạy pin nha. Đó, lịch gốc 3 giờ lịch nhà thì thứ được cái nấm cổ chai nè. Đó, nắp sau đây. Sao băng chuẩn nội địa ha. Rồi, dây cũng còn dài, còn hở nè. Đó, dây khóa dập hiệu. Zin đó ha. Rồi anh em thích kiểu vuông tăng dáng quanh tẹt tầm máy này đúng ha. Rồi xe ngang của nó luôn là 31.5 3 29 30 đi, con này xe ngang 30. Đứng luôn 36 mỏng. 8 ly ha. Rồi bữa bán 500 nha, này em bán nhà giá 400 đi. 400k mã L23 ha. 400k mã L23. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em luôn. Giá kiểu có nhiều anh em thích cái mấy dòng vuông tăng này, quân tẹt. Con này Oren. Oren nha, này dán dán vuông tăng hai lịch luôn. Này kiểu thuộc dòng cổ cổ ha, anh em thích kiểu vuông á, quân tẹt xưa, nấm cổ chai luôn nha. Đáy sấy, đáy hình cá mập. Bản khuôn thép. Bữa con này 300 nay sale nó quá rẻ nha. Xe ngang của nó 30.6. Đứng luôn là 36 mỏng. Đó, 8 đi từ. Con này em bán nhà giá là 230k luôn. 230k mã L24 nha. 230 ha, chuyển khoản là bao ship nha. 230 cái nhà con vuông. Thì con này cái mặt nó không có bong tróc gì nha, nó chỉ là dạng lên dầu ha, kiểu hàng hàng xưa hàng cổ mà nó lên dầu xíu nè. Đó. Lên dầu cũng đẹp, lên đều luôn, màu xám xám, trẻ tiền ha. Có báo để anh em hô về hô mặt dơ rồi. Rồi một con độc lạ ha. À, cái đấm gốc 2 giờ nè. Thương hiệu đây cũng nội địa Nhật, máy Nhật nha. Bản thép ha, dây khóa còn phay xước. Con này còn mới á, bốn góc còn phay xước nè. Cái niềng điểm nhấn thiết kế này nè. Anh em nào thích kiểu đơn giản mà lạ lạ chốt này. Dây. Có nhiều con đồng hồ si nó độc quyền nha, đeo không đụng hàng máy này ha. Nè, bản khuôn thép luôn. Dây khóa zin đó nè. Rồi con này dây 18 vừa lên tay quẩy nè. Hôm nay em nghĩ 16 đổ về thôi, 6 đổ về 17 đổ về đeo cũng đẹp rồi. Xe ngang của nó 36 thôi. Đứng luôn 43.9 mỏng. 9 ly thôi. Rồi bữa bán 580 ha, sale cho nhà giá này là rồi, 480k nha, 480. Đó, sale mạnh L25 ha. 480 một con nội địa, kính còn đẹp á, mặt đen bao công. Rồi một con này thì máy Nhật luôn, con này được cái có dạ quang. Nó em thích kiểu dây da đơn giản, có lịch gốc 3 giờ nha, có dạ quang sáng nè. Kính còn đẹp không sức mẻ đó, bản full thép. Cứ vỏ thép mà máy Nhật cái nhà đeo biết chừng nào hư nha, nó bền dữ lắm máy này.
Đó, đáy sấy nữa chứ, thông số đủ hết. Dây da ha, dây da xịn của Nhật luôn á. Thì dây da này sau này ví dụ mà nó bong chóc thì mình thay dây da khác đó. Hiện tại dây còn đeo được, đeo chán luôn á, lên tay nè. Đó. Rồi con này xe ngang của nó luôn là 38.5, chiều đứng luôn là 44 mỏng, 9 ly đi, 9 ly tư nha. Bữa này 380 nha, này em bán nhà giá là 300 đi, 300k L26 vậy, 300k cho anh em mua này về đeo siêu bền là nó rồi, giá bình dân rồi. Kính cũng còn ok, không sứt mẻ đâu. Cứ đồng hồ si mà kính không sứt mẻ, có lông mèo thì mình đánh sao cũng được nha. Có nhiều anh em cứ ngại kính, kính lông mèo thì nó đơn giản nha. Tự em báo lông mèo cho những anh em ta khó tính, thật sự hàng si cái kính này nó dạng như lông mèo chút xíu không đáng kể nè, dẫn báo ha. Dây khóa con này thì dây khóa zin dập hiệu, con này dòng lặn nha, dòng lặn này chắc lắm, đáy sấy bản full thép ha, thương hiệu nội địa Nhật, hình như có đèn này, có đèn, đúng rồi đúng rồi, con này có đèn máy Nhật, đèn dạ quang ha. Đó. Lịch gốc 3 giờ, niền xay cái này thấy chắc không, niền khía luôn, nhìn chắc lắm. Này bản full thép đó, anh em mà hay hỏi làm việc môi trường nước dùng biển nè, máy này đeo thôi siêu bền, máy Nhật bản full thép. Dây để em đo thử coi, dây dài này, này dây dài lắm, dây chưa cắt đâu, này như hàng trưng bày nằm trong lô vậy. Xe ngang không đo rè ha, là 35 36.5, nhưng mà đo rè phải hơn 38.7, đứng luôn là 42.9 mỏng, 9 đi 8 ha. Đấm của chai đáy sấy dòng lặn đó nha, con này tới 100 mét nước tắm rửa đi mưa bơi luôn, nhưng mà hàng xe lưu ý không bao nước ha. Bữa bán 600 sale 500 đi, 500 L27 ha, 500k L27 nha. Rồi một con Casio, con này thì chạy 6 kim rồi, ô điện tử gốc 3 giờ nha, mặt xanh luôn, được cái là đèn tự động ha, pin năng lượng đây, có đèn nha, đèn gốc 3 giờ, gốc 9 giờ nè. Đó. Thì tối mình cứ lắc tay lên đèn tự sáng thôi. Đó. Tức là có đèn tự động ha. Thì con này thì mấy chú mà kiểu ngại pin năng lượng, con này nó xài được hai dòng pin luôn, nó dòng đời trước là xe dòng nội địa Nhật á, lắp ráp bên Nhật thì nó sẽ kiểu đời đầu của con quay cấp tơ, nó sẽ xài được hai dòng pin, nên có nhiều chú mà ngại pin năng lượng chốt này, là bản thép phai sức cũng còn sơ sơ yếu, còn xíu xíu ha, bên hông kính còn đẹp không sứt mẻ, vẫn bóc vết lông mèo nha. Thì đồng hồ thể thao này, cái này đo nhiệt kế áp suất này 24 giờ chỉ ngày đêm nè, anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ mấy con này cứ báo em, mắt nắp sau nhìn còn uy tín ha. Thì mã đó là WVQ nè, 500DZ là ra thôi, sa băng H tức là lắp ráp bên Nhật ha, lắp ráp sản xuất bên Nhật luôn, bắt bốn ốc uy tín, dây còn dài này chắc dây 20 luôn cũng được nha, dây lên tay nè. Đó. Có đèn tự động nha, chạy về thế giới về thể thao báo thức này các kiểu à, nhiều chức năng lắm anh em, mà kiểu đeo đồng hồ ba kim chán á, chuyển qua mấy cái này mà nó dòng 6 kim mà giá dưới 1 triệu là nó sẽ quá hời nha. Như giờ mình mua cái pin nó thôi là cũng hết muốn nửa tiền con đồng hồ, xây 41.5 chịu đứng luôn là 46.5 mỏng 14.2. Anh em muốn trải nghiệm mấy dòng này chốt mấy này, nó thuộc dòng nội địa Nhật ha. Ô, bữa bán 950 anh em sale gì nữa ta, con này em bán 5850 nha, 850k ha. Lỡ cái sale rồi thì có báo mấy cái con này, thì nếu mà bán rất lợi thì em cũng bán thường cái show ít sale tự nhiên bỏ vô, cũng em quay là bán lợi giá kỹ nha, mấy con lâu lâu mới có. Một con Senko Spirit này thì chuẩn này, chuẩn bản nội địa Nhật, khóa zin dập hiệu này. Độ mới này ok ha, kính zin đẹp không sứt mẻ, dạng báo vết lông mèo, cái mặt nó như mặt lụa nha, thì nó cái vết ố nhẹ nhẹ xíu này, dạng muốn lên dầu chứ không có ảnh hưởng gì nha. Nó lịch gốc 3 giờ là nhà thứ ha, nè, phay sớt ở nhà thấy hàng si mà nó còn vậy đó, nhà thấy cái độ chắc nó rồi, dây khóa zin luôn mà núm cổ chai luôn ha, nắp sau. Rồi anh em nào kiểu thích vuông tăng á, pin nha, pin nhớ nha, dây thoải mái này, nè, chạy kim giật nè, có nhiều anh em cứ hỏi đã đời hỏi cơ hay pin thì bó tay, cơ sẽ báo cơ nha, còn pin thì không báo, rất là pin ha, xe 33 không đo rè là 32 đi, đứng luôn là 36.6 mỏng, 8 đi tư nha, độ mới ok, đúng dòng cổ cổ mấy này. Bữa bán 450 bán này 400 nha, 400k L29 ha.
400k L29 rồi, ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.